Chào các bạn, mình cùng gia đình chú Năm đi chú Bảy à, chú Bảy xin lỗi. Chú Bảy đi thăm bà con đi bằng xuồng nè, vỏ máy. Cái này là lớn hơn gọi là vỏ máy, cái nhỏ thì gọi vỏ lãi. Vỏ máy thì cái máy là động cơ diesel các bạn. Đây xuống trước đi. Nam thứ nào chịu nổi con. Hỏi có ăn không? Ăn không? Dạ bạn, hết đám giỗ nhưng mà bia vẫn còn, mồi có sẵn luôn rồi, ốc bu nè.
Giờ mấy anh em đang trà với giạt đít chuẩn bị làm món để nhậu. Mấy thịt nuốt mà cứ bẻ hoài. Trời ơi, có chết chóc tại nào chưa ăn, đổ nước chưa vô. Cứ đổ vô đi. Nổi lửa lên, nổi lửa lên. Em vô nổi lửa rồi. Ba bốn người làm gì đó. À, xoài. Ốc luôn nước dừa. Ốc luôn nước dừa. Trong đó hơi tối nên ra đây nè, các bạn thấy luôn nè. À, ừ, đây có xả sẵn luôn nè. Ê, cô chào hậu luôn nhá. Xả nó không sắc là động vậy đó. Nghe Thím Bảy nói thì cái ốc này nấu với măng ăn cũng rất là ngon. Ngon hơn là chân giò hầm măng luôn các bạn. Ốc. Dạ. Ốc. Ốc con. Ốc hấp xả. Ốc hấp xả. Lắc đầu. Mấy tháng rồi, 4 tháng mấy mà lanh thấy sợ. Mấy chị rồi. Cháu lên ba đây con, cháu lên ba nha. Cháu lên ba cho vô mẫu da. Có mận bẻ quay cây luôn nè các bạn. Bánh luôn, bánh ngọt luôn. Ai nhậu nhậu ai ăn ăn. Anh hỏi em cái nắp nồi này đâu? Dạ. Không, vừa. Vừa lọt vô trong đúng không? Lọt vô là được rồi đúng không? Vừa là vừa, nó lọt vô. Rồi, cái này là muối ớt, đây chút chấm muối ốc rồi. Muối ớt ăn mặn, ốc rồi là muối tiêu chanh. Xin lỗi bạn nha, muối ăn mặn. Rồi, ốc thì ăn muối tiêu chanh. Mấy bạn ở quê chắc biết này dám nuôi nè. À em đâm dưới giấm hả? Để ăn ốc á hả? Khô. Ăn khô à. Con giấm bự quá ha, con giấm. Ờ giờ con nó dày mấy con bự rồi. À. Con này mỏng mà nó chưa già. À. Con nó dày vậy nè, như miếng dừa nạo. Lắc đầu ơi. Lắc đầu ơi. À đây có khô nữa. Khô chiên hay nướng ha? Khô nướng rồi, khô cá khoai. Ai à, tàn mồi bén không ha? Không muối đâu. Nêm bột ngọt, muối muối bột ngọt. Muối đường bột ngọt. Được rồi nào mày. Đúng không? Đi mày. Ngay bài của Lương rồi. Đi mày. Mọi bén ha. Ồ, cá khoai nướng sẵn luôn. Ngon được chưa? Dần mềm ngon với em. Ăn mấy đồ đám giỗ ngán thì ăn cái này nè, đỡ ngán. Này ngon, khỏe. Đỡ chi lắm. Ngon. Ở cay kinh khủng. Cay mà ngon ha. Cay mà ngon. Nước mắm bần. Nước mắm bần. Có chén trong đó mà. Thôi, không có hái được. Cái
lụi ăn với bánh hỏi nè bạn, canh chua cá lóc, bánh tét. Cái kia là xào mặn, mặn mặn với bần khô, khô cá khoai, nước mắm mà chấm là nước mắm bần, nó dân dã luôn. Làm nửa trái còn nửa trái đó. Ăn hết này thôi nha, không đi hái nữa. Ngoại đó, chén của ngoại để bớt cơm cho ngoại ăn nha. Nha. Rồi đó, tận sướng ngoại luôn đi trời. Cảm giận quá, cay đó. Để nó đăng lên Facebook nha, Trung Quốc vô. Điện thoại cho dẫn lên đó đi. Chân gà. Dạ bớt. Cái này nước gì đây? Nước mắm bần. Ông đừng có cắm nha, ông cắm phần kiếu không? Có đó. Không có ai đâu hái bần nha. Không ai đâu mà hái bần. Cái này là muốn kiếm bần hơi khó đó. Bên cái dĩa này coi. Alo. Có đang luôn ăn gì? Hả? Tụi này kêu nó vô rồi là bé không không? Thấy thấy vô lấy gì chứ tao còn lấy mắm. Lấy rồi nó không chuyển tiền trả cho. Không rồi mà. Chân gà một chút xương được chi mắm rồi. Không? Không bằng chân gà này ơi, đúng không? Đúng rồi. Đập không à. Thành còn chấm với mắm mẹ mắm bần. Nếu quá vô đừng vô có bà ăn ấp luôn không đừng bớt cho chiếc cơm á lẻ ấp rồi nha đặng thôi đây giống như làm mắm bằng nha. Cho anh nào ơi chấm mắm bần không quy nữa, chấm ít đó thôi, tụi ơi ngồi thiếu bần chết luôn á. Ngon quá. Anh nhận ngon không? Ngon. Ta nè, chua. Ngon không? Đâu quay, ngon không? Tôi giận. Ngon không? Ngon. Ngon. Chấm nữa kìa, trời ơi đúng rồi, khỏi gà rồi. Ê, cô bảy là ô cô sáu dùng miếng. Chấm không? Chấm không? Trời ăn thôi. Chấm à. Ăn ngon không nói nghe. Ngon gì không? Bần ngon không? Nữa. Nữa con. Ủa đâu có cho bần dốt vậy? Nãy đi ghe về hái ngay. Ba đó, bốn đó. Gì không? Dạ con trời giỡn vậy hả? Ăn muốn bần ngon lắm. Dạ thơm mà cô có khoai á. Nó mà nấu canh chua. Cái này giờ chấm coi qua coi à. Trời ơi. Để vì nó phải ăn hốc chấm nước mắm bằng. Đó, ăn hoài luôn. Ăn hoài được hoài. Tối cào ruột à, ít rồi. Chua thì nhai không biết ngon không? Đúng rồi. Cái giờ trứng rồi. Ăn cái gì hả? Ngon không? Không. Tối cũng tận ngon. Ốc với nước mắm bằng chua cũng ít hay nhiều. Cào ruột. Chậm đi nha. Thôi từ từ thôi, làm gấp quá hả? Mồi nhiều mà, để xay mồi đi. Đừng cái nữa thôi, chứ sao giờ. Càng hết chanh mầm rồi. Chậm lượng hết đó. Cái gì hết trơn, gì khoảng. Dạ, xin con thôi. Nghe giang hồ đồn quá trời. Không được đâu. Con ăn con lấy là con thử. Ăn đi thử thử. Chúng tôi thêm cục bần theo đó. Còn dầm đá. Còn chút dầm nữa. Ăn cũng ngon vậy. Đợi đi cho nó theo đó. Nó thơm từ cái vị bần nó thơm quá. Cái này mới bốt nhậu lên cuộn cái bần sạch hết. Cái này là giúp tới rồi bây giờ. Em về bỏ hũ á, bỏ tủ á mát, bỏ tủ mát nấu canh chua hay là dầm nước mắm ăn hết. Những cái món nó động con cái là những cái đó mình hồi nào giờ không ăn tới. Dạ. Mình nghĩ nó không ngon, mà nhưng không ngờ mình không có cái gì để làm chua hay là chế biến thảy vô sao chấm quá ngon đi. Bắt đầu phải ăn tới chứ không phải là ấy. Nặng quá.
Nấm cơm. Chân rồi. Ba không? Ba không? Uống miếng này, còn uống miếng đi. Này ai uống? Dạ uống. Dạ uống. Dạ uống nè. Vô ha. Vô. Vô. Nãy là cục 8 cái chưa cái nào cho nó. 8 cái. Nhiều quá. Tiếc chiêu luôn, tới giờ là không bao giờ dám nữa rồi đó. Còn, nói như chú vậy là còn lớn, còn lớn á, còn lớn rồi, lớn nằm hơn. Mặn mặn làm gì, món gì bạn đỏ bạn. Mặn mình là mình hay móc cái đít ra. Dạ. Để nguyên trái. À. Để nguyên trái móc quét ở dưới chỗ cái màu của nó đó. Dùng coi như mình móc ra. Cá mè chín cá mè chín rồi vô. Mình ướp nè, rồi đường ngọt muối rồi đó, tiêu đồ hành rồi vô. À. Đó xong rồi xô vô trái đó. Đẹp luôn, nóng chua giống như cái này. À. Cũng ngon lắm, mà ăn cũng ngon. Dạ. Biết thêm món mới. Mà nó là mục tiêu mình chỉ giả là để hai để ba thôi. Không cho bể nhiễm. Ăn ngon lắm. Đó. Hấp ngon hơn là nấu bánh chua. Hấp để hấp. Tối qua cho thầy sớm sớm. Nó nó cho bà. Ngon lắm chứ hỏi giờ mà sao bậy luôn. Chịu chưa nó mặn, cái chịu nó mặn nó nấu chua. Dạ công ty làm. Dạ dạ. Dạ. Không biết nhà bà đâu còn làm không á. Bỏ. Cái này ốc nè, chỉ nữa bởi vì nó phải cái món ốc chấm nước mắm bằng. Nói cũng nước mắm bằng nó ngon, ăn mắt ngay ngon, nó thơm vừa thơm vị chua nó thanh thanh ngon không. Ngon không? Ngon không mày? Nữa. Mày ăn bánh không luôn rồi. Muối, muối mắm. Đó làm chén rồi để nó đã. Đó nó thiệt. Mình làm cái gì? Mình dầm nước mắm đường á, xong cái xài mình dầm vô ăn không vậy thôi cũng đã. Xài mắm đường. Như xài mắm đường mà bằng nếu ăn nó ngon xài nhiều. Dạ, nó có cái mùi thơm. Thơm nó thơm mùi, mùi. Thơm nó thơm. Nó nhỏ này là bằng ăn. À. Thì ăn chưa? À, nguyên miếng. Vô cục. À, nhỏ thì đúng cục. Rồi, nhỏ ăn gì cũng ngon. Cái bằng này. Lên bọn nhỏ nè. Ngon mà không nổi đây mà gần. Đây được rồi. Cua giống chai nó kìa. Trời ơi, thịt lụi mà còn chấm với nấm bằng được đó. Cua là đúng rồi. Đúng. Húp nữa lấy muỗng vô. Bỏ vô mà dán 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 rồi chấm. À, dán vô. Đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Xong rồi bữa 18, 19 rồi. Khô là quái à. Xiên bằng, xiên qua miếng bằng. Ở đây ăn nó mới sướng. Ăn mới sướng. Mình lo. Hết. Đã mình. Heo mồi, heo mồi. Đã heo mồi. Để phát rồi. Ừ. Trên. Bây giờ mày chọt cho ốc lọc qua. Cái thùng nước khi con ấy nó chết nó lây qua thôi chứ ốc nó sống. Sống mấy con kia nãy. Cái con nào mà con ốc chết nữa hen là tiệt đốt. Dạ. Quắt thêm miếng không phải là chẹp thêm miếng bận theo mới được. Bận này họ thiếu rồi kiếm cũng hơi khó. Chút chạy vỗ máy ra mà kiếm trèo lên cây bần hái. Rồi thiếu bận thì thiếu hơi khó rồi. Mong lắm làm 7 cái nữa mình điểm cái gì nữa hay là miếng khô chấm vô chua nhai thôi và dạ. Cái nước mắm thôi là bắt đầu nó ngon rồi đụng nó lử cái là ngon thì cái này dầu thứ mà chặt chặt cái này mà chấm gỏi cuốn thứ này cái này là chấm một cái một là đúng cái nhỏ là cái đúng đâu đâu bây giờ ông chấm gỏi cuốn cắn cái nè còn cái kia dư đó cái chét vòng vòng đây cái chét nữa luôn nha năm giờ năm giờ là cái bận với chai không chấm mà dầu thứ nó rút vô đó không hẹn cho mày rút cái lóc cái này là chấm một cái rồi nhúng mà đè là rút lúc ít rồi gọi cơm mà dạ chừng nào không có pha hết ngon hết nước không biết ngon hơn chứ cái này là im nè chứ ăn mắm hay sao
Ăn mắm mà sao? À, à, ăn con cá sình mà kho. Kho khu. Nó mình nó gã rồi đó. Con trời thịt cá gần gã, gì mà ăn được. Ai nói với trời nói cho phải bảo. Bảo đảm mấy con cá sặc của mình nha. Đó. Mà mình văn lứ cho để cho nó đen hơi hơi sình sình á, đem về kho tiêu cái béo. Bỏ cái mỡ vô rất là ngon, thịt nó rất là béo. Ngon. Cao nó lắm ngon. Con sắt lát cũng vậy nữa. Chứ vậy ông khô khô mà ông để nó mở cái thứ nào ngon vậy ông cơm mình nó banh luôn trong ngoài kia là cá lóc ba là ông bẻ cổ bụng chút béo sáng nó chiều đem vô thôi để qua đêm luôn đem vô thế rất là ngon cái béo béo dữ lắm béo luôn mà đi cũng có lý lắm nước dở chắc này nè không phải nước lớn mà nước kéo chắc này nè là mấy cái con lươn bự là nó mới có gà chứ bảo đảm nước gông hôm nào là lươn bự không có có lươn nhỏ mà nhỏ nhỏ mà không phải lươn bự ra đầm dưới mương bắt đâu được nằm nửa cái nha chơi vậy nó mới ngon nhai nó ngon chứ bè là phải đại nguyên cái rồi đừng có cắt làm hai làm ba cắt ra nó ngon không ấy cắt ra cũng cắt ra cục bự bự á nhai mỏng 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 bông ờ cuốn em đâu được đâu không được ăn hay chế ăn mình mẹ cắt ra ngon nhớ lại cái mề ngon chấm mắm bần mề chấm mắm bần không hết bần không hết bần hãy nữa vô cái này giải quyết mấy khô với khô ốc thì cho nó hết cái đây đập nó bung ra rồi chấm cho nó rút vậy đó ai chơi dạy chịu chứ chú mò ốc mà xuống suối rồi sâu đó ha à. Sâu tới ngực gì nè sâu tới gỗ ha cái bèo 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 tay thượng á cái nó ốc bu tròn quanh mình nó đeo dưới dạ bèo á cái bờ lật lên lật lên nó không có mình à, bờ dưới là đụng ốc lấy lên thảy bờ cho thằng ở bờ lụng ha bởi quắp đùi tôi nè hen mặc cái quần đùi mà nhảy xuống hen nó đeo quắp đùi tôi lượn đĩa bằng ngón tay cái gì nè nó nặng chịch rồi nó không gì mà ấy ta gờ xuống gì nó cộm nó nhức nhợt bò lên bờ một cái rồi tôi nóng tôi giật tôi nóng tôi giật rồi thôi mấy mày xuống đi tao không bao giờ tao xuống nữa mấy mày ơi tao ở trên bờ đó mấy mày nó tụi quê nó thấy chạy đúng rồi đó đừng đánh vào khóa mà mình thì đừng lấy mình lấy áo bộ đội bên kia nó ủi rớt lên làm cái tiếng đê cái tiếng hào xin lỗi chịu nổi ha xin lỗi chịu nổi nước mắm bằng rồi đi làm điện thoại cũng sắp hết pin nên mình xin kết thúc clip này ở đây nha các bạn. Nay nhà rất là ngon, nhiều mồi nhưng mà uống ít bia thôi để thưởng thức mồi, ốc cũng ngon mà cá cũng ngon. Chấm nước mắm bằng rồi hết sảy rồi. Xin chào các bạn. Chào. Chú Bảy chào các bạn luôn. Nè, ốc chấm bằng nước mắm bằng. Nè, rất ngon cực kỳ. Được em ơi. Mấy cái bần đi dưới này sẽ chết rồi. Mai mấy cái bần này hết trái.